Chào mừng bạn đến với khóa sắp tuần Peter Mentorship, và đây là nội dung của tuần thứ hai. Trong tuần thứ hai này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái quy trình làm Tester bằng phần mềm sắp tuần Mentor. Và để mà làm được thì tất nhiên là mình sẽ phải biết tất cả những cái công cụ này, những cái thao tác hoặc là những cái nguồn tài nguyên mà phần mềm nó cung cấp cho mình. Thì những cái nguồn tài nguyên này thì có thể là nó sẵn có trong phần mềm sau khi mình cài lên, hoặc là mình sẽ phải import từ bên ngoài vào. Có nghĩa là mình sẽ phải kết hợp tất cả những cái kỹ năng đó, thì đó là cái kỹ năng sử dụng phần mềm. Đặc biệt là ở đây thì mình sẽ có thêm một cái ví dụ cụ thể nữa, thì để mà mọi người có thể hình dung ra cái cách làm hay là cái tư duy, đặc biệt là cái việc phân tích ảnh tham khảo để mà mình tìm ra được những cái đặc trưng riêng của cái vật liệu hay là cái texture mà mình cần làm. Qua cái nội dung của tuần này thì mình sẽ hướng dẫn và sẽ cung cấp cho mọi người những cái kỹ năng cần có để mà mình hiểu được tất cả những cái quy trình làm của phần mềm. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nội dung của bài học.